Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện và đến với Các Chuyện ngày hôm nay kính mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một bộ truyện mới sẽ được phát sóng ngay bây giờ và mỗi lần nghe xong chuyện trên kênh các chuyện thì quý vị hãy dành ít phút thời gian của mình bình luận những cái cảm xúc của mình sau khi nghe xong những cái câu chuyện mà chúng tôi gửi đến quý vị khán giả và hãy dành cho Hồng Nhung một đăng ký kênh để chúng ta không bỏ lỡ những video phát hành sớm nhất sẽ được phát sóng mỗi ngày trên kênh các chuyện quý vị nhé. Còn bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi bật cười chua xót và nói Lúc chúng ta có thời gian bên nhau, anh không trân trọng, Bây giờ cả hai đều đã đồng ý ly hôn Anh lại muốn được làm người chồng Người cha thực sự Dù cho có lợi ít ngày Thì tôi cũng không thể chấp nhận Bởi tôi không thể giả tạo Cố gắng vui vẻ hạnh phúc Khi sau đó là cô chia ly Anh hiểu rồi Tôi không đáp Bước vào phòng nằm vật ra Trên sổ tiết kiệm chỉ vài chục triệu ít đòi Tiền tôi tích cóp còm cõi bao nhiêu lâu nay Mà cũng suýt bị bà Tâm lấy mất Trần đời này tôi gặp hai loại người như vậy Giàu có mà làm gì Khi nhân cách của bà ta không đáng một xu Bên ngoài Dũng vẫn đang ngồi lặng lẽ Tôi chỉ thấy phía sau bóng lưng anh to lớn mà đơn độc Nếu hỏi tôi có yêu Dũng không Nhất định tôi sẽ đáp là có Đáng tiếc Tình yêu đón của tôi đến giờ đã nguồn lạnh Sáng mai tôi sẽ đến trường mầm non Làm thủ tục nghỉ học cho Bo Rồi đón chị Lan lên Phía trước con đường còn dài Còn gian nan Nhưng tôi tin Mình có thể sống được Địa ngục mang tên gia đình chồng tôi còn có thể chịu được 5 năm. Chút khổ cực phía trước có là cái gì? Dũng ngồi một lúc thì bước vào phòng và khẽ nói. Mấy ngày này em và con cứ ở đây, anh sẽ đi chỗ khác. Không cần đâu, tôi nói với cái chi rồi. Tôi và Bo ở tạm nhà nó vài ngày, thuận tình ly hôn thì sẽ nhanh thôi. Đợi giải quyết xong xuôi thì tôi và Bo sẽ không làm phiền đến anh nữa. Anh cứ ở đây, tôi đi nhặt quần áo rồi đi. Đơn anh ký xong chưa xem vội vàng thế Ừ Dũng nghe tôi đáp Khóe mắt bất chợt dỉ ra một giọt nước Rồi lăn dài trên gò má phong trần Tôi không dám nhìn cúi đầu lặng lẽ Mở vali ra nhặt đồ Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi phũ Nhưng bản thân tôi hiểu mọi thứ đã vỡ vụn Nếu không nhanh chân bước ra khỏi những mảnh thủy tinh ấy Thì tôi sẽ càng thêm tổn thương trùng chất Quần áo của tôi và Bo không nhiều Năm năm qua toàn những bộ cũ kỹ mặc đi mặc lại Bo mỗi năm được hai ba bộ Nhìn đống quần áo tôi tự tội nghiệp Thương xót cho cả hai mẹ con Ăn uống thì tàn tiện Sống kham sống khổ Đổi lại cũng vẫn là sự tàn nhẫn Của những người không cùng huyết thống Dũng thở dài xoay lưng bước ra ngoài Tôi nghe được tiếng cạch cửa Rồi tiếng giày khuất dần Nhặt quần áo đổ đạc xong xuôi Tôi bước ra ngoài thấy đơn ly hôn được đặt ngay ngắn trên đó. Khoảng 20 phút sau Dũng cũng về. Anh ta đưa cho tôi sổ hộ khẩu và chứng minh thư, chứng thực rồi nói: "Anh đưa em đi ăn rồi đưa sang tòa nộp." "Không cần, tôi tự đi." Một bữa ăn cuối cùng cũng không được à? "Tôi không muốn cái gọi là bữa ăn cuối cùng. Quá nhiều bữa ăn tôi ngồi chờ anh về, và anh đã bỏ qua." Tôi thực sự vẫn không hiểu tại sao khi bên cạnh tôi anh hết lần này đến lần khác lừa dối Anh yêu, anh thích người khác Mà rất lệ tỏ vẻ mình đáng thương Khiến cho tôi thấy anh náy trong lòng như vậy Nhưng anh Dũng ạ à, Đã là chia tay thì một giờ, một giây Hay một phút bên nhau Cũng chẳng giải quyết được cái gì Anh cứ vũ vàng với tôi như trước đi Cho tôi đỡ phải suy nghĩ Thủy Những gì anh làm cho tôi trước kia Tôi rất biết ơn Nhưng duyên của chúng ta chỉ có đến đây thôi Tôi không muốn chúc anh hạnh phúc Nhưng cũng muốn anh có lựa chọn riêng tốt nhất cho bản thân mình Nói rồi tôi cầm đống giấy tờ Nhất vào túi và bước ra ngoài Trời hôm nay nắng hanh hao Tôi ăn tạm bát bún rồi đến tòa Khi nộp xong giấy tờ Bước ra tôi như bỗng cảm thấy mình trẻ lại Những năm tháng tuổi 20 Bao năm qua Cứ tự giam cầm trong tù ngục Hóa ra tự do lại hạnh phúc đến thế Lúc tôi trở về nhà Dũng cũng không còn ở đó Thế càng tốt Nếu gặp lại lại phải nói một lời tạm biệt Tôi nhìn lại căn hộ một lần Rồi lặng lẽ kéo vali đi, đi Những ngày tiếp theo Hai mẹ con tôi và chị Lan ăn nhờ ở đậu nhà cái chi Ngay ngày hôm sau Khi nộp đơn ly hôn tôi đã xuống đón chị Lan lên Bà Xuân biết tôi và Dũng ly hôn Nên vẻ mặt đầy con thường Thế nhưng tôi chẳng quan tâm Giờ phút này thì những con người khốn nạn ấy Không đáng để tôi phải suy nghĩ Ba tôi cũng chỉ chào qua loa rồi đi luôn dù sao Thì trong lòng ông Tôi và chị Lan cũng chẳng có cái giá trị gì Đi hay ở Ông chẳng có chút bận lòng Ở nhà cái chi lâu lâu Bo cũng đến hỏi Dũng Quả thực tôi cũng không biết trả lời con thế nào Chị đành nói Dũng đi công tác nước ngoài Vài năm nữa mới về Bà không bám ba Từ nhỏ đã xa cách Dạo gần đây tuy Dũng có gần gũi hơn một chút Thì thằng bé cũng chưa đến mức Bám Dũng Nên tôi cũng đỡ anh náy với con hơn nhưng tôi biết con buồn thi thoảng lại kể lể với cái chi được dũng mua đồ chơi nọ đồ chơi kia tôi biết bo cũng như những đứa trẻ khác khao khát có cha nhưng sau bao nhiêu chuyện thì tôi nhận ra thà khiếm khuyết gia đình còn hơn sống trong một gia đình đầy đủ nhưng con lại phải chịu tổn thương từng ngày tôi nộp đơn lên tòa tôi và dũng cũng không còn gặp lại nhau chỉ duy nhất ngày tòa gọi lên để giải quyết ly hôn thì có chạm mặt Mới có trên dưới chục ngày không gặp Mà Dũng thay đổi rất nhiều Trước kia anh chỉn chu quần áo Vậy mà lần này gặp Anh lại ăn mặc quần áo nhầu nát Tóc tai bù xù Dâu ria không cạo Sau khi tòa phán quyết ly hôn xong Dũng cũng không nhìn thấy tôi một lần nữa Cũng không điều kéo thêm bất cứ chuyện gì Bước ra khỏi tòa án Tôi không vội về mà ngồi trên ghế đá một lúc Rồi gọi cho ba chồng Dù sao không còn tình thì cũng còn nghĩa Tôi cầm hận mẹ chồng Nhưng ba chồng cũng không đến mức tệ bạc Nên tôi vẫn gọi trước lời xin lỗi Sau là cảm ơn Và cũng chào ông một câu Ba chồng tôi nghe điện thoại có vẻ buồn buồn Nhưng vẫn nói tôn trọng mọi quyết định của tôi và Dũng Ngoài kia cây cối vẫn xanh tươi Nắng vẫn vàng Nhưng trong lòng tôi mâu thuẫn Nửa vui nửa buồn Vui vì cuối cùng cũng giết được nhà anh ta Buồn vì dẫu sao Cũng đã trải qua một thời gian dài bên nhau cuối cùng phải dừng lại một tuần sau đó các chị quyết định chính thức lên hà nội tôi và chi hùn tiền thuê taxi trở lên đó Cũng may nó tìm được xe rẻ trong hội xe một chiều nên số tiền bỏ ra không lớn ban đầu các Chi muốn tôi chị lan và bo ở cùng nó trong căn trung cư của nó trên đấy nó bán cái căn dưới này đi thêm tiền mua một căn nho nhỏ, nhỏ ở quận thanh xuân thế nhưng tôi không đồng ý thực lòng mà nói tôi nhờ vả nó quá nhiều Giờ lại ở chung tôi cảm thấy không yên Nhà tôi tận ba người Bạn thân thì thân thật Nhưng ở chung cũng vẫn bất tiện Nên cuối cùng tôi nhỏ nó tìm người thuê giúp một phòng trọ Khi lên đến nơi nó không vội về chung cư của mình Mà sang phòng trọ xem xét Thực ra gọi là phòng trọ Nhưng khá sạch sẽ Được chia ra phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng ngủ riêng biệt Mà giá chỉ có 2 triệu rưỡi Tôi ngồi tính toán Hàng tháng nếu chăm chỉ viết chuyện tôi cũng kiếm được khoảng chục triệu trừ tiền điện nước nhà đi cũng phải hơn ba triệu cũng còn lại hơn sáu triệu bo không có hậu khẩu ở trên này nên tôi phải cho con đi học trường tư tiền học tiền ăn uống còn chưa kể rất nhiều chi phí sinh hoạt thuốc men cho chị Lan e rằng sẽ không đủ mà đấy là nhiều thứ đôi khi có tháng tôi cũng chỉ kiếm được có ba bốn triệu thôi chứ tôi tuy có một khoản tiền tiết kiệm nhưng nếu số tiền chi nhiều hơn số thu Thì cũng không ổn một chút nào Có điều giờ phải ổn định Nhập học cho bao xong tôi mới tính đến chuyện kiếm việc làm thêm được Những ngày tiếp theo tôi bận rộn quanh cuồng Vừa sắm sửa cho nơi ở mới Lại vừa phải làm thủ tục để bo đi học Rồi đăng ký giấy tờ linh tinh trên phường Cũng may cuối cùng mọi thứ cũng đâu vào đấy Bo đi học Chị Lan ở nhà lo cơm cháo Tôi đi bưng bê trong một nhà hàng cách mấy trận xe bus. Hàng ngày tôi dậy sớm, nấu ăn sáng cho Bo và chị Lan, sau đó đưa Bo đi học rồi lại tắt tưởi bắt xe bus đến nhà hàng. Tối đến đều phải nhờ cứ chi đi làm, thì đón Bo về giúp tôi hoặc gọi cho chị Lan đi đón vì cứ phải 7-8 giờ tối, thậm chí đến 9 giờ tôi mới được về. Lúc về người tôi cũng mệt mỏi, nhưng lại phải tranh thủ viết chuyện kiếm thêm thu nhập. Tuy rằng cuộc sống vất vả, nhưng mỗi lần về thấy bo Thấy chị Lan Tôi lại nhắc mình phải cố gắng Nói thật Bất vả này cũng chẳng đáng là gì so với trước kia Trước kia ngoài việc làm quần quật Còn bị mẹ chồng chi chiết Giờ đây ít nhất về tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều Một buổi trưa khi vừa mới ngất khách Đột nhiên tôi nhận được điện thoại của anh Cường Thực ra ở nhà chồng cũ tôi tôn trọng nhất chính là anh Tuy rằng muốn cắt đứt về bên nhà Dũng Nhưng tôi đúng là không còn tình Thì còn nghĩa Nên tôi vẫn nghe dù sao cũng nên chào anh một câu Thế nhưng khi vừa bắt máy Anh Cường nó nói Thím Thủy Gặp anh một lát có được không Anh biết thím đang ở Hà Nội Thím ở chỗ nào Anh qua anh nói mấy câu thôi Còn chưa kịp từ chối Anh Cường nó nói Anh biết thím nghĩ cái gì Cũng biết thím lo lắng cái gì Nhưng yên tâm Việc gặp này là bí mật Anh vì có chuyện quan trọng nên mới gặp tôi nghe anh cường nói không còn cách nào khác đành hẹn gặp anh ở một quán cà phê gần đó lúc anh đến nhìn thấy tôi liền nói thực ra giờ mà anh đứng trước mặt thím nói thay mặt mẹ hay thằng em dại khờ của anh ấy thì anh xin lỗi có lẽ thím lại nghĩ anh là màu nên thôi anh đi thẳng vào vấn đề anh biết thím đưa cô bo lên đây sống không dễ dàng gì anh biết một công ty người ta đang tuyển chân văn thư Yêu cầu là chỉ cần có bằng cao đẳng trở lên thôi Dạ thôi ạ à. Anh biết thím muốn nghĩ gì Thím sợ mang ơn Nhưng thật sự anh tình cờ thấy công việc này phù hợp Nên mới gặp thím để nói Đâu phải anh nói là thím được người ta chọn đâu Vì cũng phải trải qua đến mấy vòng phỏng vấn Và lại nếu thím sợ mang ơn Thì cũng coi nhanh trả ơn cho thím trước Và cho anh vay tiền Tôi nhìn anh Cường có chút kinh ngạc Tết năm ngoái anh Cường và chị Ly dặn nhau Mà anh Cường cầm một khoản tiền biếu xếp Không biết vay ai nên đã vay tôi Nhưng anh cũng có vay hơn một tháng đã trả Lòng tôi không còn nhớ Tự dưng nghe anh nhắc Mới à lên một tiếng Anh Cường đưa tập hồ sơ cho tôi rồi nói Giờ thím xem Thím đi làm nhà hàng vất vả Lương không cao ở đây lương thử việc của người ta đã là 6 triệu rồi, lương chính thức chắc chắn sẽ cao hơn, mà công việc này nhẹ nhàng, thím có thời gian chăm sóc cho bo. Tối về rảnh rang muốn làm gì thì làm. Anh cứ đưa cho thím, thím đăng ký hay không thì cứ suy nghĩ. Hết tuần này hết hạn nộp, thím có 5 ngày để nghĩ. Anh gặp thím không ai biết, cũng không muốn ai biết. Anh từng nợ thím, nhưng anh nghĩ là anh em trong nhà thì đừng nói đến ơn huệ. Thím giúp anh, anh giúp thím Tuy anh là anh thằng Dũng thật Nhưng không phải vì thế mà anh hùa theo mẹ Theo nó Đối với người khác Anh không biết Nhưng anh coi thím như em gái trong nhà Thím cứ thử đăng ký xem Nếu động được thì tốt Không thì cũng chẳng sao Em cứ suy nghĩ đi Anh Cường nói xong không đợi tôi trả lời Đã đứng dậy bước đi Tôi ngồi bàn thần nhìn sắp hồ sơ một lúc Rồi mới đứng dậy Cả buổi chiều hôm ấy tôi làm mà đầu óc cứ nghĩ đến những lời anh Cường nói. Công việc nhà hàng đứng lên chạy xuống lại phải bưng bê nặng nhọc. Đúng là so với văn thư thì không nhàn bằng. Lương ở đây tôi làm cũng chỉ có 5 triệu, đi sớm về khuya. Ít có thời gian để viết chuyện. Nguồn thu nhập từ chuyện cắt giảm hẳn đi. Tối ấy tôi gọi cho cái chi kể chuyện. Nó nghe xong liền nói. Rồi ạ. À, giờ có sĩ diện cái cốc khô, không có tiền thì chết chứ không có sĩ diện Chết thế qué nào được Mà ông trước nợ tiền mày Giờ muốn trả thì mày cứ nhận Mày đậu hay không cũng do năng lực của mày Tao nói thật Ngay từ đầu mày mới đi làm nhà hàng Tao đã không thích rồi Mẹ làm cứ như là bóc lột sức lao động Không được nghỉ ngơi Lương thì thấp Nếu có cơ hội thế này thì cứ thử sức Văn thư tao nghĩ không khó đâu Nhưng từ lúc ra trường Tao không đi làm nên thì giờ nghỉ mẹ cái nhà hàng kia đi ở nhà ôn đến cuối tuần chỗ nào không biết thì hỏi tao nếu trượt thì đi đi làm chỗ khác thiếu gì việc đâu mà phải lo nghe cái chị nói tôi thấy cũng có lý người ta chết vì không có tiền chứ đâu có ai chết vì sĩ diện đâu cuối cùng sau một đêm nghĩ ngợi tôi quyết định nộp hồ sơ để ứng tuyển Mấy ngày ấy tôi nhận lương xong thì nghỉ hẳn ở nhà hàng Tôi đến cái chi sang ôn với tôi Nó làm ngân hàng nhưng hiểu biết rộng Lại được nhiều tài liệu xin cho tôi Nói thật là tôi cũng chẳng biết ôn từ đâu Cứ học theo những gì mà tôi cho là đúng Sáng thứ hai tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng Cùng với chân váy dài qua đầu gối Cái chi cho mượn đến phỏng vấn Công ty Quang Vinh Hạng Trung Không quá to nhưng cũng không quá nhỏ lúc đến tôi mới biết là có cả chục người ứng tuyển vị trí này chứ không riêng gì mình mới nhìn thôi tôi đã thấy toàn những người sáng sủa xinh đẹp tự dưng tôi thấy hơi buồn cười cứ giống như mình là cóc ghẻ lạc bầy giữa thiên nga chẳng cần đoán tôi cũng biết trước kết quả thế nhưng khi vào phỏng vấn tôi vẫn cố gắng hết sức hết lực trả lời những câu hỏi bên tuyển dụng đưa ra lúc trả lời xong tôi ra ngoài ngồi chờ nhìn lên đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ 30 Do đông người Và lại có những vị trí khác nhau Chỉ riêng văn thư cũng 15 người Nên việc mất thời gian là không tránh khỏi Bên ứng tuyển hẹn 11 giờ sẽ trả kết quả Tôi thấy vậy liền đi vào nhà vệ sinh rửa qua mặt mũi Rồi đi xuống dưới sảnh cho được bí bách Thế nhưng khi vừa bước chân xuống Đột nhiên tôi hơi khửng lại một đoàn bốn người mặc cả đồ cảnh sát, cả đồ an ninh tiến ra. Quan trọng hơn trong đó có gã đàn ông đưa tôi vào bệnh viện. Lúc tôi xảy thai, tôi hơi lùi lại, nhưng còn chưa kịp xoay đi, ánh mắt của anh ta đã chạm vào và nhìn chầm chầm về phía tôi. Bên cạnh có tiếng nhân viên nói chuyện với nhau. Hôm nay anh Vinh lại đích thân đi kiểm tra công ty cơ đấy. Tôi cứ tưởng giám đốc về anh ấy như lửa với nước chứ. Lửa nước gì thì cũng là cha con, anh vinh không theo nghiệp kinh doanh của tổng giám đốc thôi chứ vẫn là con ruột nghe nói tình hình của gỡ, cha con tổng giám đốc dẫn này khá hơn rồi mấy lần kiểm tra định kỳ trước anh vinh không đi nhưng lần này tôi nghĩ chắc có khi cha con lại thân thiết rồi tôi chả tin giám đốc lần nào gặp anh vinh cũng chửi té tát ổn hơn thì ổn chứ thân thiết á còn lâu tôi không dám nghe thêm nữa mặc dù chẳng làm gì sai nhưng vẫn lùi lại phía sau Và đi lên trên tầng Thế nhưng còn chưa kịp bước đến bậc thang cuối cùng Một bàn tay to lớn Đã nắm chặt tay tôi lại và nói Cô đến đây làm gì đấy Tôi hơi giật mình nhìn lại Đúng là công an của khác Đi theo sau mà tôi không biết Tôi lì nhí và đáp lại Ờ tôi đến xin việc Xin việc á à? Dạ vâng ạ À tiện gặp anh ở đây tôi xin cảm ơn anh vì lần trước đã giúp tôi Thế nhưng còn chưa dứt lời anh ta đã dít lên. Cút. Anh nói cái gì? Tôi bảo cô cút khỏi đây nếu không được có trách. Ơ, ờ, mắc gì mà anh bảo tôi cút? Anh bị giở người à? Anh kể mình làm công an, nên bị bắt nạt người ta à? Tôi cho cô 3 phút để đi. Nghe xong tôi liền hất tay anh ta rồi chạy đáp lại. Anh bị điên đấy à? Vinh vẫn nắm chặt tay tôi. Đôi mắt hổ phách ánh lên những tia đỏ cười nhếch mép. Cô đừng có nói cô quên tôi rồi Thì chẳng phải anh tên Vinh Là người cứu tôi hôm tôi bị xảy thai à Tôi cảm ơn rồi còn gì À tôi chết tôi quên mất Còn tiền viện phí tôi chưa kịp chuyển cho anh Vinh nghe tôi nói Càng lộ rõ sự tức giận và ngào lên Cô đừng có mà giả ngây giả ngô Đừng nghĩ là giả vò quên là xong Từ dưng nghe Vinh nói vậy Tôi mới nhìn kỹ lại gương mặt này Thật sự rất quen từ từ. Tôi nhắm mắt nhớ lại, ngoại trừ việc anh ta cứu tôi, hình như tôi còn từng gặp anh ta ở đâu đó. Anh ta lại nói, "Cô nhớ ra hay không không quan trọng. Giờ thì trả 5 triệu viện phí và cút khỏi đây mau lên." Tôi nhìn Vinh, càng lúc càng không hiểu tại sao anh lại có thái độ như thế này. Trên tầng bỗng có tiếng dép loẹt xoẹt của nhân viên. Vinh lúc này mới buông tay tôi ra. Tôi như bắt được vàng bật dậy chạy lên và đáp lại, Tiền viện phí tôi sẽ trả sau Giờ tôi không mang theo nhiều tiền như vậy Tài khoản của anh tôi vẫn giữ Có gì tôi sẽ chuyển khoản sau nhé Yên tâm tôi không sủ nợ đâu Vinh đứng bên dưới Hai mắt căm phẫn nhìn tôi Quái lạ thật Gã đàn ông này với tôi có thủ oán gì Mà anh ta lại cứ có cái thái độ như thế này nhỉ Thôi kệ Tôi không quan tâm Ngồi vào ghế chờ Bên trong hình như có kết quả rồi Tôi ngồi chờ trưởng phòng nhân sự thông báo Tuy là chẳng hy vọng gì Nhưng cứ biết kết quả đã rồi về sau Thế nhưng khi trưởng phòng nhân sự đọc tên những người trúng tuyển Tôi tưởng mình nghe nhầm Cái tên Nguyễn Thu Thủy trình hình ngay vị trí thứ ba Rõ ràng là đúng tên Đúng ngày tháng năm sinh Đúng về chữ ứng tuyển Tôi không tin nổi Mãi đến khi trưởng phòng nhân sự gọi hai lần Tôi mới vội chạy vào Trưởng phòng nhân sự nhìn tôi Ánh mắt hơi khinh khỉnh và nói Mai 7 ba 30 có mặt để phân công công việc Nhận lấy cái này, mai nhớ cầm theo Thử việc một tháng Tôi gật đầu Đến giờ phút này vẫn không tin nổi Quên tiệt luôn tên Vinh Liền bước xuống Lúc đi qua phòng tổng giám đốc Đột nhiên tôi nghe tiếng Vinh cất lên Ba, Nguyễn Thu Thủy Sao để chúng tuyển văn thư Cô ta học đã cao đẳng thôi mà Mày coi quyền gì mà chất vấn Công ty muốn tuyển ai là việc của công ty Mày làm công an chứ liên quan gì mà phải hỏi Ba, nhưng mà cô ta không phải là người tốt đẹp gì đâu Mày que nào mà biết người ta không tốt đẹp Mà không tốt đẹp thì kệ nó Nó làm được việc cho ta là được Ta nói rồi Mày bỏ nghề về đây làm Thì mày muốn thay đổi nhân sự thế nào cũng được Còn không thì cút Mày càng ghét ai Ta càng giữ người đó lại Tại sao lại ba lại cứ phải như thế nhỉ Mày nên tự hỏi tại sao Tao có đứa con ngang ngược như mày thì tốt hơn Đầu tuần đừng có để tao điên lên Bên trong khẽ có tiếng cạch cửa Vinh bước ra Vừa hay nhìn thấy tôi Đôi mắt long lên sòng sọc như muốn ăn tươi nốt sống Ban đầu tôi còn tưởng anh ta sẽ chửi Sẽ đòi tiền Thế nhưng không Anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi bỏ đi Tôi hơi run run lùi lại Tự dưng cảm thấy sợ hãi vô cùng Sau khi Vinh đi khuất Tôi cũng lưỡng thững bắt xe bus về nhà Việc đầu tiên tôi mở túi Xem lại số tài khoản của Vinh là gì Thế nhưng hình như ông trời chiêu ngơi tôi Lục mấy cái túi được không thấy Chết thật Từ độ đó tôi cũng quên bén mất mình còn nợ tiền anh ta Tôi tìm mấy tiếng Nhờ cả chị Lan tìm trong từng túi áo túi quần mà vẫn không thấy Cuối cùng tôi cũng mất hết kiên nhẫn mà không tìm nữa Tối hôm ấy để chúc mừng việc tôi phỏng vấn đạt Tôi đã mạnh tay mua ít thức ăn về rồi mời cái chi sang ăn Dạo này cái chi cũng bận nên ít qua Cú bo có vẻ nhớ nhung nên gặp là leo tót vào trong lòng ngồi cười tiếu tít sau khi ăn uống dọn dẹp xong xuôi Chị Lan đưa cô Bo đi ngủ trước Tôi với cái chi ngồi mở nắp lon bia uống một chút Lâu lắm rồi tôi cũng mới có chút thời gian thành thư như vậy Tôi vừa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng Vừa bắt đầu kể với cái chi về Vinh Thú thực Trong lòng tôi từ sáng đến giờ vẫn luôn tò mò về anh ta Không biết Rốt cuộc tại sao Anh ta hai lần gặp đều cư xử với tôi một cách khó chịu như vậy Theo như những gì tôi quan sát Anh ta là con trai của tổng giám đốc công ty tôi nhưng lại làm công an chứ không theo nghiệp kinh doanh của bà nhưng vì sao anh ta lại có vẻ oán giận tôi như vậy chẳng lẽ chỉ vì 5 triệu tôi chưa trả mà anh ta nghĩ tôi là đứa không ra gì cái chi nghe tôi kể xong cười khẳng khặc và đáp này hai cái thằng cha đấy nó bị điên đấy điên mà làm công an à ai biết được chứ tự dưng như vậy với mày nhưng mà từ từ đã sao thằng cha đó nó biết mày tên là nguyễn thu thủy thì chẳng phải hôm nhập viện đấy à Chắc anh ta mở túi tao ra Thấy chứng minh thư nên biết thôi Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì Tao cũng thấy lạ nhá Làm gì có chuyện không quen không biết mà lại như thế Chỉ có hai nguyên nhân Một là cái thằng cha đó nhầm người Hai là mày không nhớ là ai Nếu do mày không nhớ Thì mày phải nhớ lại xem Có gây thù trúc oán gì với ai không Tao là tao thấy lo lo Sợ thằng cha đó gây khó dễ cho mày công ty tôi nghe cái chi nói tự dưng cũng hơi sợ sợ đêm hôm ấy tôi vào phòng ôm bo ngủ thằng bé vòng tay qua người tôi ôm chặt dạo này lên đây thằng bé vẫn nhắc đến dũng nhưng tần suất cũng ít đi nhìn con thỏ đều đều hai bầu má tròn trĩnh tôi không kìm được cắn nhẹ một cái biết là con thiệt thòi nhiều lắm nhưng dẫu sao thì ít nhất giờ con có thể sống mà không bị ai đai nghiến chỉ trích tôi cũng mừng Tôi kéo đầu con nằm lên tay Cố nhắm mắt mà mãi không ngủ được Hình ảnh buổi sáng nay gặp Vinh cứ ám ảnh Thực sự nhìn anh ta rất quen Vinh, Quang Vinh, Trần Quang Vinh Đột nhiên tôi không kìm được bật dậy Bo bị giật mình cũng tỉnh dậy và khẽ hỏi Mẹ, mẹ làm sao đấy? Mẹ gặp bác mỏng à? Tôi lắc đầu ôm con vào lòng và đáp Mẹ xin lỗi, bo ngủ đi Nằm xuống cạnh mẹ, Bo gật đầu ngoan ngoãn nằm xuống Đợi khi thấy hơi thở đều đặn của con Tôi mới đi vào nhà vệ sinh xối nước Trần Quang Vinh Hóa ra không phải là anh ta nhầm Mà là do tôi không nhớ ra Hóa ra là thủ khoa đại học công nghệ thông tin 6-7 năm trôi qua Những vụn vặt cuộc sống khiến tôi quên mất Nếu như không có gặp lại cái tên này Có lẽ cũng trôi về dĩ vãng Và lại Bây giờ Vinh cũng không còn là chàng sinh viên trẻ trung anh ta gần 30 tuổi rồi Trên khóe mắt cũng có những nếp nhăn Trước anh ta cao nhưng rất gầy và trắng Giờ thì cao to phong độ Làn da dám nắng phong trần Lệ chuyển từ công nghệ thông tin sang bên công an Nếu như không nhắc tên Có lẽ không riêng gì tôi Mà ai cũng khó mà biết đó là một người Tôi nhìn vào gương bật cười Hóa ra năm ấy tôi và anh đã có một khoảng thời gian như vậy nhưng có điều Tại sao anh ta lại có vẻ oán giận tôi thế Rất cuộc giữa tôi và Vinh Đã từng có chuyện gì Mà tôi không nhớ ra Khiến anh ta hận tôi Khi mà người đáng trách Phải là anh ta mới đúng Tôi rửa qua mặt rồi bước vào Thôi thì kệ Có gì lúc nào gặp tôi trả tiền cho xong rồi thì thôi Trước kia là chuyện của trước kia Quá khứ qua rồi Còn chẳng nhớ nổi cái mặt nhau thì dây dưa làm gì cho mệt thân mệt xác Tôi nghĩ vậy Liền vào ôm bo ngủ một giấc đến sáng Hôm sau tôi dậy sớm lắm Bản thân tôi từ trước đến nay cũng quen giấc rồi Lại ngày đầu đi làm Nên tôi cũng muốn đến sớm một chút Tôi nấu phở dặn chị Lan Lát cho bo ăn Rồi đưa đi học giúp tôi Sau đó mau chóng ra bắt xe bus đến công ty Tuy công ty không xa Nhưng đi xe bus cũng mất 30 phút Khi đến nơi tôi liền chỉnh lại quần áo Rồi mới vào trong Trưởng phòng nhân sự dẫn tôi cùng với sáu người nữa vừa đi vừa nói. "Mọi người cầm hồ sơ hết chưa? Tôi tuyển, nhưng hôm nay tổng giám đốc nói muốn đích thân xem lại hồ sơ của mọi người đấy." Tôi nhìn trưởng phòng nhân sự, chị ta có vẻ mặt rất nghiêm nghị, mới nhìn cũng cho tôi cảm giác lạnh lùng xa cách. Chị ta đưa chúng tôi đến phòng họp, sau đó đứng chờ. Độ 10 phút sau cánh cửa cũng mở ra. Một người đàn ông trung niên mặc chiếc áo vest đen về mặt cương nghị bước vào trưởng phòng nhân sự cúi xuống chào dạ chào tổng giám đốc ạ à? hóa ra đây là tổng giám đốc tôi nhìn ông phải công nhận vinh nhìn rất giống ông chỉ có điều đôi mắt của tổng giám đốc màu đen láy còn của vinh là màu hồ phách nói đến hồ phách tôi lại mới nhớ ra cu nhà tôi cũng có đôi mắt như vậy giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốc quang Tiếng trưởng phòng nhân sự kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi cúi đầu xuống khẽ chào. Tổng giám đốc Quang đưa mắt nhìn một lượt. Đột nhiên đôi mắt ông dừng lại phía tôi. Không hiểu sao, nhìn thấy ánh mắt này tôi lại hơi lùi lại. Ông Quang hơi trao mày, nghiêng đầu và hỏi. Cô là... Nguyễn Thu Thủy. Trưởng phòng nhân sự nhìn ông Quang rồi lại quay sang nhìn tôi, lộ rõ sự kinh ngạc. Theo tôi được biết, hồ sơ hôm nay mới duyệt ông quang còn chưa nhìn thấy hồ sơ của tôi mà hôm nay cũng là lần đầu gặp nên tôi cũng chẳng khác gì trưởng phòng nhân sự ngạc nhiên vô cùng nhưng rồi tôi vẫn cúi đầu và đáp lại dạ vâng ông quang nghe vậy lại không hỏi nữa mà ngồi xem qua loa đống hồ sơ rồi nói với trưởng phòng nhân sự cô quyên cô đã tuyển thì tôi tin tưởng nên toàn bộ hồ sơ này tôi sẽ duyệt hết mọi người đến đây hy vọng sẽ dốc sức hợp sức đóng góp cho công ty Giờ mọi người có thể đi theo cô Quyên Để cô sắp xếp vị trí làm việc Rất mong tất cả chúng ta sẽ gắn kết lâu dài Còn cô Thủy Vào phòng tôi giúp tôi sắp xếp ít văn thư Ngày đầu tiên đến làm việc Đã bị chú ý Mà cái sự chú ý lại xuất phát từ tổng giám đốc Nên tôi có phần ngại ngùng Thế nhưng tôi thấy mọi người đều không ai để ý quá nhiều Nên cầm sắp hồ sơ đi theo sau ông Quang Khi đến phòng làm việc Ông Quang đưa cho tôi một tập tài liệu và nói Cô mới đến Có lẽ cũng chưa rõ việc Lẽ ra người giao việc cho cô phải là trưởng phòng nhân sự Nhưng thư ký của tôi hôm nay nghỉ Nên phiền cô mang tài liệu này sang bên công an giúp tôi Tài liệu bổ sung hồ sơ còn thiếu Địa chỉ ghi chú ở đây Người ta cần hồ sơ gốc Là đang rất gấp Cô cứ vào hỏi phòng an ninh kinh tế rồi gửi là được, được Nhớ hỏi xem chỗ nào chưa được thì sửa lại Rồi mang về để tôi còn thay đổi bổ sung Tôi nhìn ông Quang Tự dưng đứng được ra Sang bên công an lại phòng an ninh kinh tế Đồng nghĩa với việc Có thể gặp lại Vinh rất cao Có điều Đây là công việc Tôi không thể từ chối Và lại Tôi còn đang nợ tiền anh ta Nên càng không thể trốn tránh mãi Đành cúi xuống cầm túi tài liệu ông Quang đưa rồi đáp Ờ dạ vâng Thưa Tổng Giám Đốc Nói rồi tôi sai người Thế nhưng mới ra đến cửa lại có tiếng ông Quang cất lên Cô Thủy Dạ Ngài nói gì ạ Ông Quang nhìn tôi Ánh mắt không lộ rõ cảm xúc bình thản và nói Tại sao cô lại biết công ty này để mở ứng tuyển Dạ Thưa Tổng Giám Đốc Có người giới thiệu cho tôi ạ Ai Tự dưng tụng không biết trả lời thế nào Đành ngấp úng Một người anh ạ Được rồi cô đi đi Tôi gật đầu bước ra ngoài vẫn chưa hết tò mò với thái độ lạ lùng của ông Quang. Khi tôi cầm tập hồ sơ đi xuống sảnh, vừa hay gặp trưởng phòng nhân sự, chị ta nhìn tôi và nói. Cô không cần đem tài liệu nữa đâu. Tổng giáo đốc vừa gọi cho tôi nói bên công an hôm nay đi kiểm tra, chuyên ngành. Sợ cô đem đến lại không có người chuyên môn đó, nên người ta hẹn sang thứ sáu. Cô cầm hồ sơ theo tôi, tôi chỉ cho cô vị trí và công việc cô cần làm. Dạ vâng, Phòng làm việc của tôi là ngồi chung với rất nhiều người. Lần đầu tiên sau gần 6 năm ra trường, tôi đi làm nên còn hơi bơ ngỡ. Thế nhưng cũng may, do trước thi thoảng làm hội dũng những văn bản đánh máy, nên cũng biết qua qua. Lại thêm vài ngày trước cứ chi dạy về phần mềm Excel, nên tôi cũng biết đôi chút. Nhưng nói thực, cái biết của tôi cũng như giọt nước ở đại dương vậy, nên suốt buổi chị Quyên phải đứng chỉ cho tôi nhiều thứ. Có một điều hơi lạ là... Thái độ của chị ta Tôi cảm giác không còn khinh khỉnh như ngày hôm qua Buổi chiều hôm ấy tôi được sắp xếp hồ sơ Hồ sơ không quá nhiều Nhưng tôi chưa quen việc nên mất khá thời gian Đến tận năm giữa chiều tôi mới làm xong Lúc tôi đứng lên mới phát hiện mọi người đều đã ra về hết Chỉ còn tôi và chị Quyên ở lại Tôi đưa tập hồ sơ đã xếp xong cho chị Quyên và nói Già thư trưởng phòng tôi xếp xong rồi Chị Quyên không ngẩng đầu Vẫn vừa đánh máy vừa nói Ừ, để đấy Tôi về được chưa ạ? Phô tôi giúp tôi ban tập tài liệu kia đã Tôi nhìn tài liệu ở trên bàn Mang đi phô tô Trời càng sang hè nên chiều gần 6 giờ vẫn sáng Phô tô xong chị Quyên hất đàm ra hiệu cho tôi về Trước lúc này tôi mới vội vàng đi xuống dưới Khi vừa bước đến sảnh Đột nhiên tôi thấy cô bò đang đứng ở đó Nhưng Điều đáng quan tâm hơn là Tổng giám đốc đang khụy gối vuốt mấy sợi tóc trên gương mặt của Bo Tôi kinh hãi tín lại và khẽ nói Dạ chào tổng giám đốc ạ Bo nhìn thấy tôi liền lao đến ôm mặt cười khúc khích Mẹ Con chờ mẹ đây nãy giờ Con đi với ai đến đấy Dì Chi đưa con đến Mà dì vừa chạy đi mua bánh cho con rồi Ông Quang nhìn tôi Nhìn Bo cũng tỏ ra ngạc nhiên và hỏi lại Đứa bé này là con trai cô à? Dạ vâng, thưa tổng giám đốc ạ Bo nhìn ông Quang cười hớn hở Dạ, con vừa bảo ông là chờ mẹ con Đây là mẹ con ạ Con mấy tuổi? Bốn ạ Ông Quang đứng hẳn dậy Ánh mắt vẫn nhìn cô Bo chầm chầm Một lúc sau mới đứng dậy và nói Ừ, ờ, tối rồi, hai mẹ con cô về sớm đi nói xong ông quang bước ra ngoài lên có xe ô tô sang trọng bóng loáng ở đó rồi đi khuất hôm qua đến tôi nghe điện thoại đồn ông quang tính cách lạnh lùng nhưng lúc này tôi bỗng thấy hình như không phải nhìn cách ông nói chuyện với bo tôi cảm giác ông có vẻ thích trẻ con tôi kéo bo ra ngoài và khẽ hỏi con đến đây lâu chưa lâu rồi mẹ mà gì chi đi lâu quá Đứng mỏi chân ơi là mỏi chân Ông ấy bảo con là ngồi lên ghế ạ à. Con tự đến đây hay là gì đưa con đến Dạ Dì chị bảo con có muốn đến thăm mẹ không Con có muốn đến thăm mẹ Mẹ ơi Từ sau con đi học về mẹ cho con đến đây nhá Ở đây mát lắm Nhà mình nóng lắm Tôi nghe con nói sống mũi cay cay Ở nhà không có điều hòa Mùa hè lại đến rồi Tôi bế thấp con lên và đáp con đợi hết tháng này mẹ lấy lương mẹ mua điều hòa cho con nhé nhưng mà đắt lắm không sao mẹ mua cái nào rẻ rẻ thôi bo gật đầu đưa đôi môi đỏ mọng thơm lên má tôi khi tôi vừa bo vừa ra đến ngoài cũng gặp cái chi chạy hồng hộc tới và khẽ nói đi mua bánh cho thằng bo mà bị bục lốp ở giữa đường xui chẳng đâu cho hết Xe máy giờ vứt ở kia Sửa rồi mà ngày mai mới lấy được Tôi bật cười Nhìn cái vẻ ngáo ngơ không kìm được vào đáp Cũng dở Thôi giờ đi xe bus về Cái chi không nói gì Chỉ mặt hơi xị Kéo cặp của bo đeo lên vai Tầm này xe bus rất đông người Tôi ôm chặt con leo lên trước Chi leo sau Cũng may có người thấy hai mẹ con tôi bế nhau thì nhường ghế Cái chi bám cây cột cong môi và chơi con Tôi cũng cười theo Đột nhiên chợt nhìn trên gương chiếu hậu Chiếc ô tô ban nãy Tổng giám đốc đi vẫn chưa lan bánh Và đứng sau một lùm cây bị cháy khuất Khi xe bus đi được một đoạn Tôi mới thấy chiếc xe quay lại Phóng ngược chiều với chiếc xe bus này Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện có tựa đề Sống chung với mẹ chồng được phát trên kênh Gác Chuyện vào mỗi tối. Và quý vị đừng quên dành cho Hồng Nhung một sự yêu ái bằng cách bấm like, follow đăng ký kênh các truyện để chúng ta không bỏ lỡ tập 7 vào tối ngày mai một cách sớm nhất quý vị nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.